Xin mến chào tất cả cô chú anh chị bà con gần xa. Thì hôm nay Phát Thái TV có đến quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ nha, đến chỗ vườn của anh Sơn. Có một số mặt hàng hoa kiển về hoa mẫu đơn, cũng giao lưu tới tất cả cô chú cô bác anh chị bà con gần xa nha. Thì hôm nay mình sẽ đến chỗ anh Sơn, gặp anh Sơn để có một số mặt hàng cây kiển này lên thông số và đo báo chi tiết cho báo giá cho bà con nha. Rồi chào anh Sơn, anh Sơn ơi. Chào Phát. Hôm nay có giao lưu một số cây kiển với bà con, mong bà con ủng hộ. Rồi vậy là hôm nay mình giao lưu một số mặt hàng hoa kiển hoa mẫu đơn này, mình giao lưu toàn quốc hay sao anh? Giao lưu toàn quốc. Rồi rồi mình cho cái biết cái mã số đầu tiên anh. Dạ, số điện thoại địa chỉ không? Anh đọc cái số điện thoại địa chỉ của mình đi rồi mình lên mã số 1 luôn. Địa chỉ của anh ở đây là phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của anh là 0913 103050. Dạ, rồi. Thì hôm nay là cái đầu video của kênh Phát Thái TV, thì hôm nay đến giao lưu vườn của anh Sơn. Thì có một số mặt hàng hoa kiển, mong cô chú anh chị bà con tham khảo và ủng hộ chỗ shop anh nha. Rồi, cái đầu tiên là mã số 1 là một cây mỹ cam. Mỹ cam. Rồi, cho cái chiều cao anh. Thông số. Chiều cao là 89. 89. Đang ngang. Đang ngang là 92. 92. Đây, xây ra, xây, xây vòng. Đó, bạn chi cành rất là còn nguyên rin nha bà con. Về bà con vô dây. Đây. Cho xem cái mặt hoa này. Hoa rất là đẹp nha. Rồi, mình đo cái hoành eo á. Cái này nó liền cái này liền cũ nha. Chính liền không thể tách rời nha bà con. 29, gần 29 mà tính 28 cho bà con thôi. Đo trừ hao nha. Có trừ hao để cây về tới nơi bà con có dư cho bà con nha. Rồi báo giá mã số này không anh ơi? Cây số 1 là 2 triệu bao ship mà Phát ơi. Là cái này là mình ship chậu không anh, hay cúp chậu? Dạ không, ship là bỏ chậu lại. Rồi, rồi. Xuống cây. Này mình giao lưu mình lên máy mình nói rõ cho bà con để nhằm khi ta đòi cái chậu ấy chết luôn. Cây số 2 là cây mỹ cam luôn bà coi. Cây số 2 là cây mỹ cam. Chiều cao là 102. 102 tán chiều cao tán ngang. Tán ngang là 76. 76. Rồi quay ra. Cây này về vô dây rất là đẹp nha bà con. Đúng rồi, đây cho xem cái mặt hoa. Hoa mỹ cam nó như thế này nè. Chân này. Đây, thân. Bị cái này là mình trái keo là trái liền keo liền để kéo nó lâu. Rồi xay 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 cái hoành đế cái mình đo cái cũ anh. Rồi cho cái thông số cũ anh. 29 có dư tính 29 cho bà con luôn nha. Rồi báo giá cây này luôn anh ơi. Cây số 2 xin báo giá là 2 triệu 7 bao ship. 2 triệu 7 bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Tiếp theo mã số 3. Cây số 3 là cây hồng hương. Hồng hương. Tổng cái bàn xây cho bà con xem nha. Rồi cho chiều cao anh ơi. Chiều cao là 114. 114 chiều cao, tán ngang. Chiều ngang là 78. 78. Đây cho bà con xem cái mặt hoa hồng hồng nha. Đây. Hoa nó như vậy. Nó mà ná nó giống như thằng vàng hường đỏ nha bà con. Có nhiều khi bà con lầm mà vàng hường đỏ nha. Mà hồng hương. Rồi. Đây cái hoành này củ đặc luôn. Củ đặc luôn ha. Đây, nó liền bên này, phía này là liền nè. Rồi, đo cái hoành thân hoành cụm luôn. Ha. 36. 36. 36 hoành nguyên một cụm nha. Này về bà con làm giống ra cũng rất là ok. Bớt hoa rất là nhiều nha. Rồi báo giá mã số đi luôn anh ơi. Cây số 3 xin báo giá là 2 triệu bao ship. 2 triệu. Cây hồng hương mã số 3.
Cây số 4 là cây đỏ lá nhỏ. Số 4 là trang đỏ lá nhỏ. Toàn thông nha bà con. Chiều cao là 84. 84. Chiều ngang là 60. 60. Rồi xe anh ơi. Hiện tại nó đang búp hoa nha bà con. Hoa búp rất là nhiều nha. Lên búp nè. Này đỏ lá nhỏ trang xưa mình. Rồi cho cái thốt thân anh. Cây này một cốt thẳng đứng ra dáng trực nha bà con. Thốt thân là 30. 30. Rồi cái quanh này bằng cái tay chỏ quanh 7. Rồi báo giá mã số này luôn anh ơi. Cây số 4 xin báo giá là 300k bao ship. 300k bao ship luôn. Giá mềm quá bà con ơi. Tiếp theo mã số 5. Cây số 5 là cây Mỹ Cam. Mỹ Cam cân dài lắc lượng luôn. Rồi chiều cao anh ơi. Chiều cao là 78. 78 chiều cao. Ngang là 55. Ngang 55. Rồi xem anh ơi. Rồi cho bà con xem mặt hoa nha. Hoa Mỹ Cam quá đẹp luôn. Đây cái hoành nguyên một cục ở dưới nè, cũ luôn rồi xây vòng á. Đó này thế bonsai rất đẹp nha, để chảy nơm hết. Có cái thân ở dưới nè cũng búp hoa luôn. Rồi cho cái hoành cụm nó nèo của nó một cốt luôn con. Có cảm tính nhiều tử 18 thân dáng lên mà có chi tử ở dưới nữa. Rồi báo giá mã số 5 này luôn anh ơi. Cây số 5 xin báo giá là 1 triệu rưỡi bao ship. 1 triệu rưỡi bao ship luôn. Bỏ chậu lại. Mấy chậu ship dễ bể lắm nha bà con. Tiếp theo mã số 6. Cây số 6 vẫn là cây Mỹ Cam luôn rồi. Mỹ Cam 4 thân. Chiều cao là 80. 80 chiều cao. Chiều ngang là 57. 57 chiều ngang. Thì có 4 thân như vậy đó nha bà con. Đây, cây này hiện tại hoa nó Mỹ Cam, chân hoa nó như thế này nè. 4 thân dính liền luôn nha bà con. Cũ luôn. Rồi mình đo cái hoành em anh. 18. 18, 18 rưỡi tính 18 nha bà con luôn nha. Hoành eo. Cái này nó 4 thân mỗi bên hai thân này bà con về có thể tách ra thêm được nữa nè. Cái này cắt ngang cái rễ nó dính nè. Chia làm hai cây nữa. Rồi báo giá mã số luôn anh ơi. Cây số 6 xin báo giá là 700k bao ship. 700k bao ship. Cây số 8. Cây số 7 là cây văn trắng yên bái. Mã số 7 là cây văn trắng yên bái một cốt. Chiều cao dài là 108. 108 chiều cao. Chiều ngang là 72. 72 chiều ngang. Đây hoa đó nè. Ờ, mặt hoa nè. Chân trắng yên bái nha con. Một cốt nha. Thốt thân. Rồi cho cái thốt thân lên đây. 48. 48 thốt thân. Rồi hoành eo. Rễ nó nơm lên nè. Lý rễ lên nè. Hoành thân 6 rưỡi tính 6 luôn. Cây này thần chậu lâu rồi nha bà con. Hoa nó như thế này. Rồi báo giá mã số luôn anh ơi. Cây số 7 là 900k bao ship. 900k bao ship văn trắng yên bái. Cây số 8 là văn trắng yên bái luôn mà con. Văn trắng yên bái. Chiều cao là 104. 104. Chiều ngang là 80. 80 tăng ngang. Thốt thân. Thốt thân là 45. 45. Cây gốc nó thường một cốt mà cây này giót đọt nha bà con. Đây, thân nó lên giót đọt. Rồi cho cái hoành thân anh. Đế chảy rất là đều nha. Hoành thân chính. Đây, cho xem cái mặt hoa, xoay qua cái mặt hoa. Đây, nhỏ nè, nhìn rất là đẹp nha bà con. Rồi báo giá mã số luôn anh ơi. Cây số 8 xin báo giá là 1 triệu bao ship. 1 triệu bao ship luôn. Rồi xuống cây. Cây số 9 là cây đỏ nhung. Đỏ nhung lá bóng á nha bà con. Chiều cao là 127. 127 chiều cao, tán ngang. Tán ngang là 77. Rồi xây ra anh. Xây thốt thân. Thốt thân là 72. 72 thốt thân. Rồi quay cho xem cái bộ tán tàn.
Ở đây cái đỏ nhung lá bóng này siêu hoa lắm nha con. Búp hoa nó nhiều nè. Này về tới nhà là hoa ra nở ra cho bà con luôn nha. Đây chân dài luôn. Rồi, đó cái quạnh em anh. Này thường chậu rễ ra cám hết nha bà con. 6. Cây đỏ nhung. Rồi, báo giá mã số luôn anh ơi. Cây số 9 báo giá là 450 bao ship. 450 bao ship cho bà con tới nhà luôn. Cây đỏ nhung. Tiếp theo, mã số 10. Cây số 10 là cây Mỹ Cam. Mỹ Cam. Chiều cao là 90. 90 chiều cao. Chiều ngang là 58. Ngang 58. Đó, cái bàn này như thế đó nha bà con. Đây cho xem mặt hoa cái. Cam thì rất là đẹp, hai màu vàng và cam nhìn pha lẫn lộn. Đó. Cây này được tơ ở dưới thân nó nhảy lên đế rất là nhiều nha, liền nguyên một bể luôn, bể cũ luôn. Đó. Đó cái hoành eo hết rồi. mười tám rưỡi tính 18 cho bà con luôn nha, trường hao luôn. Thì cái này những cái thân này bà con về chiết ra nha bà con. Mà có mua những cái rễ to bên đây nè, cọng rễ to bên đây nè. Rồi báo giá mã số 10 luôn anh ơi. Cây số 10 xin báo giá là 950k bao ship. 950k bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Cây số 11 là Mỹ Nhu, đỏ nhung. Đỏ nhung. Chiều cao là 113. 113. Ngang là 77. Ngang 77. Tức thân là 51. Rồi xoay vòng anh. Cây này về bà con nuôi lại đạp dây ra là thành một cái tàn núm rất là đẹp nha. Bàn tròn vo luôn. Đây búp hoa lên rất là nhiều rồi. Đó, đây búp nè. Trời nào cũng búp hết trơn. Đang hiện tại vô nụ nha. Rồi cho cái thấp thân rồi. Thấp thân là 51. 51 học rồi hả? Thấp thân 51. 51. Quên. Quên. Quanh cái này có mấy cái cổng đế rất lực nha. Quanh 5 4, quanh 4 rưỡi. Quanh 4 rưỡi tính 4 cho bà con luôn. Rồi báo giá mã số 11 luôn anh ơi. Cây số 11 là 450k bao ship. 450k bao ship. Cây số 12 là Văn Trắng Yên Bái. 12 Văn Trắng Yên Bái. Chiều cao. Chiều cao là 137. 137. Ngang là 72. 72 tán ngang. Thoát thân. Thoát thân là 61. 61 thoát thân. Rồi xoay anh. Cây này đang sung nha bà con. Lá ra rất là đẹp nha. Chảy lá rồi. Còn hiện tại cái búp hoa nè. Mỗi cây mình đều quay cái hoa cho bà con xem dễ hình dung. Rồi đây cái thân nè, một cốt. Rồi cho quanh này cây đặc biệt thường chậu luôn nè con. 6 rưỡi tính 6 luôn. Đây rễ nó thường chậu ở ga nôm vậy nè. Về tới nhà bà con cây khỏe. Rồi báo giá mã số này luôn anh ơi. Cây số 12 xin báo giá là 850k bao ship. 850k bao ship. Rồi xuống cây. Cây số 13 là Văn Trắng Yên Bái luôn. Rồi chiều cao. Chiều cao là 118. Tán ngang. Tán ngang là 78. 78 tán ngang. Thấp thân. Thấp thân là 62. 62. Cây này cũng vậy luôn nha bà con. Lô này thì chân dài và về bà con có thể đạp tàn đạp dây là đẹp lắm. Đẹp hoa luôn. Cái tược tơ lên rất là sung nha bà con. Con cứ yên tâm nha. Cây thùng chậu rồi. Thùng chậu. Rồi cho cái hoành eo. 7. 7 bà con ơi. Đây đế nó rất là khỏe nha. Văn Trắng Yên Bái. Rồi báo giá mã số luôn anh ơi. Cây số 13 xin báo giá là 850k bao 850k ship. Bao ship luôn. Tiếp theo cây số 14 là cây đỏ nhung. Đỏ nhung luôn. Chiều cao là 122. Tán ngang là 76. 76 tán ngang. Thấp thân. Thấp thân là 70. Lô này chân dài không bà con. Những cái cây này về bà con vô một cái tàn núm nhìn rất đẹp. Đặc biệt hoa của cái đỏ nhung của nó nở ra nó kết cái hoa tròn đẹp.
giống như trái banh vậy đó. Đây nè, cái độ cong của cái hoa nó đẹp. Rồi cho cái hoành thân nè, năm rưỡi tính năm luôn bà con ơi. Đây cái củ dưới nó nở ra nha. Cây này về nuôi lại đẹp lắm bà con, cành dài luôn. Rồi báo giá mã số luôn anh ơi. Cây số 14 là 500k bao ship. 500k bao ship. Những cái cây này nãy giờ toàn là đóng nụ rất là nhiều nha bà con. Về tới nhà là hoa nở. Cây số 15 là cây đỏ nhung. 15 vẫn là đỏ nhung. Chiều cao là 120. 120 chiều cao. Tán ngang là 66. Thấp thân. Thấp thân là 67. 67 rồi xe anh ơi. Bạn đây cho bà xe. Cho bà con xem cái hoa của đỏ nhung nó đang chớm nụ lên này. Gốc nào cũng ra nụ hết trơn á. Lô này nó chớm nụ rất là nhiều nha. Rồi, cho xem cái quạnh. Quạnh là 5 đi. Quạnh 5. Đây, mấy cọng đế rất là lực nha. Đế mấy cọng đế đó chảy lên. Rồi báo giá mã số luôn anh ơi. Cây số 15 báo giá là 450k bao ship. 450k bao ship, cây đỏ nhung. Cây số 16 là cây vân trắng yên bái. Vân trắng yên bái. Dòng này siêu hoa lắm cô chú anh chị. Chiều cao là 109. 109 chiều cao, tán ngang. Chiều ngang là 72. 72. Tốt thân. Tốt thân là 61. Không hình dung được cái tàn ha, đó đều vậy đó. Và cây này cũng đang có hoa đây nè, và những cái thân này nó đang đâm chồi tơ lên nè nghe bà con. Cây này đang phục hồi và đang khỏe nè đó. Một cốt dáng trực thẳng đứng. Rồi cho cái hoành heo anh. Đế dưới thì nở củ dưới nha. 7 bà con ơi. Rồi báo giá mã số luôn anh ơi. Cây số 16 là 800k bao ship. 800k bao ship luôn. Tiếp theo mã số 17. Cây số 17 là cây Mỹ Hồng. Mỹ Hồng. Chiều cao là 66. 66 chiều cao, tán ngang. Tán ngang là 96. 96. Đó, hiện tại hoa rất là nhiều nha bà con. Tàn mà con hình dung gì vậy. Cây này thì không có thất thân, nó hai thân nó vậy đó. Đây hoa nó nè, bút rất là nhiều này, nó cốt luôn phải một mà. Cốt nhưng mà nó không có thất thân cao đó, thì mình cái số có sao nó vậy, nó lên hai thân chủ lực nha bà con. Rồi cho cái hoành heo luôn anh. Mười đi. Mười hoành heo. Mười cây này về chỉnh tàn lại nhìn rất là đẹp nha bà con, tàn tròn vo luôn. Rồi báo giá mã số luôn anh ơi. Cây số 17 xin báo giá là 800k bao ship. 800k bao ship cây Mỹ Hồng. Cây số 18 là cây Mỹ Hồng. Mỹ Hồng mã số 18. Chiều cao là 79. Ngang là 91. Ngang 91. Rồi sang dòng anh. Đây cây này thì hoa đang nở và búp cũng rất là nhiều. Rồi xây cái mặt tiền ra. Đây búp ra, búp lên đóng nụ rất là nhiều nha bà con. Đây hoa thì nở nè, mới chớm nữa nè. Rồi cây này có cái nhánh đang chiết nè. Hiện tại cái nhánh này đang chiết và có rễ rồi ha. Có rễ luôn. Có rễ rồi. Bà con về tới nhà bà con cắt cái này ra nha. Cái này một cốt luôn. Rồi cho cái hoành thân anh. Đế ở dưới mấy cọng đế chảy nơm nha bà con. Chính quanh thân chính. Đây những cái cọng đế đang chảy ra nè. Mỹ Hồng. Rồi báo giá mã số luôn anh ơi. Cây số 18 báo giá là 800k bao ship. 800k bao ship. Này về cái bầu đó ra rễ bà con cắt ra được cây nữa nha bà con. Cây số 19 là cây bạch đỏ nhung. Đỏ nhung 19. Một chiều cao là 131. Ngang là 78. Ngang 78. Thấp thân. Thấp thân là 79. 79 thấp thân. Thân dài luôn ha. Đây cho xem cái hoa. Trời cây này quá xá nụ luôn anh ơi. Mỗi hình như là mỗi đọt mỗi nụ luôn. Nó bông nở nè.
một cốt thẳng đứng. Rồi, quà neo luôn anh em. Năm rưỡi tính năm luôn nha bà con, chuyển theo cho con luôn. Rồi, báo giá mã số này luôn anh ơi. Cái số 19 báo giá là 450k bao ship. 450k bao ship. Cây số 20 là cây đỏ nhung. 20 đỏ nhung. Chiều cao là 127. 127. Ngang là 73. Ngang 73. Thoát thân. Thoát thân là 77. 77 thoát thân. Thì cây này cái tàn cũng vậy nha bà con. Về bà con đạp dây ra là cái tàn này đẹp lắm nha. Vô thế cái dáng rất là đẹp nè. Một con bung cái tàn ra vậy nè. Cây này đủ tàn. Cây này đóng chi tàn rất là đều nha. Đây búp nè. Rồi nào cũng búp hết chân. Đây, một cốt thẳng đứng nha. Rồi, sau cái hoành thân nè. Hoành thân 7 bà con ơi. Cây này nó có cái đế, cái cọng rễ phơi trên nha. Đó. Rồi, báo giá mã số luôn anh ơi. Cây số 20 báo giá là 500k bao ship. 500k mã số 20. Rồi xuống cây. Cây 21 là cây đỏ nhung. 21 đỏ nhung. Chiều cao là 117. 117. Ngang. Ngang là 72. Ngang 72. Chiều cao thoát thân là 70. Chiều cao thoát thân 70. Thì cái cây này có hai cái nhánh nó đang rớt xuống đó, mà còn về không thích thì cắt nó bỏ nha. Là nó vô một cái thế nè, như vậy nè. Vậy là nó vô một cái thế luôn. Ở trên này rất là đều nè. Nó đóng chi tàn rất là đẹp nha. Và cây hiện tại đang búp luôn. Lô này cây nào cũng có búp nhiều hết. Một cốt thẳng đứng luôn. Rồi. Cho cái hoành heo anh. Cây rễ cám ra rất là nhiều. Hoành heo 5,5 tính 5 luôn. Chiều heo cho bà con dễ hình dung. Rồi báo giá mã số luôn anh ơi. Cây số 21 báo giá là 450k bao ship. 450k bao ship luôn. Tiếp theo. Cây số 22 là cây vàng búp đỏ. Vàng búp đỏ. Chiều cao là 100. 100 chiều cao. Chiều ngang là 54. 54 chiều ngang. Thoát thân. Thoát thân là 61. Thoát thân 61. Cây này thì cái tàn cũng vậy nha bà con. Về bà con cắm cái cây xong rồi con hiện tại cũng lên búp nè, tàn này nó vô khung rồi, bà con nhấc mấy cái chòi này nè, bỏ là nó vô thành một cái ba rem luôn á, nè nó búp nè, vàng búp đỏ nhị đỏ luôn nha bà con, đó, một cốt thẳng đứng luôn, rồi cho cái hoành thân này. Cây năm đỏ năm hoành thân 5. Rồi báo giá mã số luôn anh ơi. Số 22 là anh báo giá 400k bao ship. 400k mà cho một cây vàng búp đỏ. Tiếp theo mã số 23. Mã số 23 là cây vân trắng yên bái. Vân trắng yên bái. Chiều cao là 115. 115. Chiều ngang là 81. 81 chiều ngang. Cao. Thoát thân là 62. Thoát thân 62. Đây, cây này cái tàn. Núm. Trắng yên bái hoa rất đẹp mà siêu hoa luôn. Những cái chòi này là nó sung rồi, nó hoa to lắm nha bà con. Đây. Đóng chi rất là đẹp. Rồi cho cái hoành thân thôi. Hoành thân 6,5 tính 6 luôn. Đây, nó đóng những cái thân này rất là khéo nha. Cây mà đóng thân liền như vậy rất là đẹp. Rồi báo giá mã số luôn anh ơi. Cây số 23 báo giá là 900k bao ship. 900k bao ship. Tiếp theo mã số 24. Cây 24 là cây Mỹ Cam. Mỹ Cam. Chiều cao là 71. 71 chiều cao. Đá ngang là 65. Rồi. Xảy ra. Đó, tàn vậy cho bà con dễ hình dung nha. Đây, có cái búp này. Cây đàn bắt. Đây, cái búp nè. Cái này cái nụ mới lên nha bà con. Hoa này. Rồi, đo cái hoành heo luôn anh ơi. Này củ đặc luôn. Củ đặc luôn, liền. Liền đi.
hoành 35 gữ, có hơn tính 35 cho bà con luôn. Rồi báo giá mã số luôn anh ơi, Mỹ Cam mã số 24. Mã số 24 em báo giá là 1.900 cam bao ship. 1.900.000 bao ship nha bà con, không có chậu nha. Tiếp theo, cây số 25 là Văn Trấn Yên Bái, chiều cao là 110, chiều ngang là 72, thoát thân là 54. Thoát thân. Cái này cái bàn cũng đẹp. Hoàn. Một cốt và dán trực thẳng đứng nha. Rồi hoành thân luôn anh ơi. Củ dưới nở nha bà con. Nâng cây. Sao? Hoành thân 6. Rồi báo giá mã số luôn anh ơi. Số 25 xin báo giá là 800k bao ship. 800k. Tiếp theo, mã số 27. 26 ông ơi. 26 hả? 26 theo Văn Trấn Yên Bái. 26, 26 Văn Trấn Yên Bái. Chiều cao là 130. 130, bán ngang. Bán ngang là 66. Bàn rất là đẹp nha bà con. Thoát thân là 65. 65 thoát thân. Đây cái bàn. Chân dài không? Và hiện tại cái cây này búp quá nhiều luôn bà con ơi. Đây, lên nụ chân luôn rồi nè. Nụ nó như thế này nè. Rồi cho hoành thân luôn anh ơi. 7. 7. Hoành thân 7. Rồi báo giá mã số luôn anh ơi. Cây số 26 xin báo giá là 800k bao ship. 800k bao ship. Cây chân dài luôn. Cây số 27 là vàng búp đỏ. 27. Chiều cao là 1. Chiều cao là 93. 93 chiều cao, tán ngang. Tán ngang là 54. Thân là 61. Cây này bà con nuôi lại về sau này cái bàn nó lớn lên rất là đẹp nha. Đó, bàn. Tông một cốt và nhìn rất là đẹp và thoát thân cao nữa. Đây, vàng búp đỏ, nhị đỏ luôn nha bà con. Đó, cái nhị nó nè. Rồi, cho cái hoành thân luôn anh ơi. Đặc biệt cây thần chậu hết. 5 rưỡi. 5 rưỡi tính 5 luôn bà con ơi. Rồi, báo giá mã số luôn anh ơi. Cây số 27 xin báo giá là 400k bao ship. 400k. Cây số 28 là đỏ nhung. 28 đỏ nhung. Chiều cao là 122. Tán ngang là 63. Thoát thân là 70. Xây ra. Đây đây đây, dần 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 dần. Quá xá lúc. Đây bà con ơi, bức dữ dần luôn. Nhìn rất phê luôn. Búp kẹo búp hết trơn. Một cốt rồi. Rồi cho hoành thân luôn anh. Hoành thân là thân 4 rồi. Cây rất là đẹp nha con. Về chỉnh dáng thẳng đứng lên là đẹp lắm. Rồi báo giá mã số luôn anh ơi. Cây số 28 xin báo giá là 400k bao 400k ship. Luôn bao ship. 29. Cây 29 là Văn Trấn Yên Bái. Chiều cao là 133. Tán ngang là 67. Thoát thân là 81. Lô này toàn chân dài không bà con ơi. Tàn thì tàn dù á, về sửa ra là thành tàn dù luôn. Nuôi lại nha bà con. Cây này đang sung nha. Hiện tại lá nó ra nó chảy lá mà nó xanh như thế này là cây đang khỏe. Đây, ngoan luôn. Thân nè. Rồi, cho cái hoành thân luôn anh. 6. Hoành thân 6. Rồi, báo giá mã số luôn anh ơi. Cây số 29 báo giá là 800k bao ship. 800k bao ship. Mã số 30. Cây 30 là cây Mỹ Cam. Mỹ Cam. Chiều một. Cao là 75. Tán ngang là 62. Cây này một cốt nha bà con. Có cái hoa nè. Hoa Mỹ Cam chân đỏ luôn nha bà con. Muốn thoát thân cao thì nữa bẻ lại và mình chiết cái nhánh này ra ha. Chiết ra lời được nhánh này, những cái chồi này bà con dâm lại nha, chờ đợi cho nó già xanh dâm lại. Rồi cho cái hoành
củ nở ở dưới nha, ở trên đó thì đó, 6 nhưng mà ở dưới này củ nở ra nghe không, to ở dưới nè, đây 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 to ở dưới nè, dưới to ở dưới đó. Cây đang khỏe, đang sung. Rồi báo giá mã số cây mỹ cam luôn anh ơi. Cây số 30 báo giá là 800k bao ship. Cây một cốt nha bà con. Đẹp. Cây 31 là vân trắng yên bái. 31. Chiều cao là 115. Tán ngang là 82. Cây này về nuôi lợi tàn đẹp lắm. Thấu thân là 70. Xây ra. Đó, cái tàn bà con thấy không? Rất là đẹp. Và cái cây này chuẩn bị lên nụ nha con. Đây 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 có nụ nè. Những cái chồi tơ này lên là bữa hai bữa là nó đóng nụ rồi. Đây. Rồi cho cái hoành thân lên đây. Thùng chậu. Hoành thân 6. Rồi báo giá mã số này luôn anh ơi. Cây số 31 báo giá là 80k bao ship. 800k bao ship. 32 là vân trắng yên bái, chiều cao là 145, tán ngang là 64, có thân là 87. Lô này toàn là chân dài không bà con, và cái tàn cũng rất là đẹp nha. Về bà con cắt cứ cắt tỉa cho nó tròn lại là thành một cái tàn rất là đẹp. Đây vân trắng yên bái đây, hoa nè, màu giống như màu cà rốt vậy. Một cốt. Rồi cho cái hoành thân qua đây. 6 hoành thân. Rồi báo giá mã số luôn anh ơi. Số 32 báo giá là 850k bao ship. Số 33 là vân trắng yên bái, chiều cao là 120, tán ngang là 75, thấu thân là 64. Rồi xây anh. Đó, cái tàn bà con thấy ha. Lô này đồng nhau luôn. Đây, cái búp hoa nè. Lô này lên búp rất là nhiều nha bà con. Cây nào cũng vậy hết, chuẩn bị lên nụ. Rồi, sao có hoành thân anh đây. Một cốt nha bà con. 6. Hoành thân 6. Đây đó, dân trắng yên bái. Cây số 33 báo giá là 850k bao ship. 850k bao ship. Rồi. Cây 34 là cây đỏ lá nhỏ. Đỏ lá nhỏ. Chiều cao là 66-67. Tán ngang là 55. Cái thất thân anh. Thất thân là 19. Một cốt nha bà con. Đây cái tàn này. Tàn thì chỉnh sửa nhấp tẻ cũng đều rồi. Và búp nó đang lên nụ rất là nhiều nha. Đây đây đây, đây. Nụ nó nè. Còn thấy kẹo hết trơn. Rồi cái hoành thân lên đây. Hoành thân 7 luôn bà con ơi. Rồi báo giá mã số luôn anh ơi. Cây số 34 báo giá là 300k bao ship. 300k bao ship. Mã số 35 là cây vàng Dubai lá rau găm. Chiều cao là 67. 67 chiều cao. Tán ngang là 66. Rồi quay ra. Đây bà con, lá nó lớn hơn cái lá nhỏ mình tí nha, mà nó dài nha bà con. Nó kêu lá rau găm, giống như lá rau găm búp này. Đậu vàng anh luôn, chân trắng. Rồi, một củ liền một cốt. Cốt dưới mày nhìn nằm dưới một cốt nhưng mà nó chia ra nhiều cái nhánh, nhiều tờ thanh. Rồi qua đo cái hoành á, xiết thước luôn á. 16 đi. Rồi báo giá mã số luôn anh ơi. Cái vàng Dubai lá rau găm báo giá là 600k bao ship. 600k. Cây vàng Dubai lá rau găm nha bà con. Lên ba người. Mở lên. Lên luôn hả? Lên luôn. Lên luôn. Để xuống. Cây số 36 là cây vàng Pháp. Vàng Pháp. Đây. Tàn này nói chung là tròn nha bà con. Hoa rất là đẹp. Rồi cho chiều cao luôn anh ơi. Tới luôn. Dạ. Hết thước luôn bà con, chưa có dư nha, 1,5 m. 145 đi, tính 145 được rồi. 145 ha. Trừ hao cho bà con luôn. Có dư luôn, rồi tán ngang luôn.
Lá ngang là 103. 103, cây Pháp, vàng Pháp. Và cái cây này ở trên chậu rất là sung nha bà con. Đây hoa nè. Do Pháp Thái lùng quá nên đứng dối hoa không tới bà con ơi. Hoa trên to lắm. Đây xì lên. Bà con xem cây này về vô cái chậu là nó vàng anh hết trơn nha bà con. Đó, nhờ anh Sơn kéo xuống Pháp lùng quá nó không tới. Đây xương nè. Ba thân nha bà con. Hình bó đũa luôn. Một củ. Liên nguyên củ. Với là củ đây, hai mặt đây rất là đẹp nha bà con. Cây này phải nói tuyệt vời luôn. Đây cái mặt này bên đây là mặt tiền nè. Cho bà con xem kỹ để mà mình chốt cây nha bà con. Đó. Ở dưới nó dễ thì đủ cho bá luôn. Rồi đo cái hoành tha cũ anh. Cây rất là già nha bà con. Đặc biệt thân chậu nữa. 29. Rồi có cái thân chủ đạo là thân giữa này nha bà con. Đo thân giữa luôn đi anh. Hào hào cho bà con. 8 bà con ơi, đo trên này cổ này 8 nha. Đây ba thân mà dính liền luôn. Rồi báo giá mã số cây vàng Pháp luôn anh ơi. Cây số 36 em xin báo giá là 2,7 triệu bao ship. 2,7 triệu bao ship, một cây vàng Pháp. Bông rất là đẹp nha bà con. Đó, bông rất là tươi. Rồi xuống cây luôn. Cây số 27 là cây của nếp bà con, 36 là cây của nếp bà con ơi. Rồi, clip có nói gì tới cảm ơn bà con, xin bà con ủng hộ em, cảm ơn. Cây 37 bộ vàng. Cảm ơn anh nha. Rồi, nãy giờ thì mình cũng có like một số cây ở vườn của anh Sơn ở vùng Thốt Nốt. Thì cũng rất mong bà con cô bác xem tham khảo giá và cũng có thể ủng hộ anh và mình chốt cây nha bà con. Rồi, ngày mới cũng Pháp Thái cũng xin kính chúc bà con có nhiều cái sức khỏe, thành công và hẹn gặp lại vào những cái clip báo giá tiếp theo nha bà con.